nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm một đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, thế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng miễn sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hại đều mau tan đi. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu duyên, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, việc hạnh tu trong thiền. Chữ riêng đã vân tập, xin vì thị phước lập được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành vạn sanh. Chúng con kính chư ân thượng tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, môn học phần ngữ Pali, bài 31, biến cách của nhân xưng đại từ. Con xin đọc phần Pali vô để học. Nói theo thói quen và nói chính xác, Phật giáo Việt Nam mang ảnh hưởng lớn từ Phật giáo Trung Hoa, nên có những cách nói hoặc nghe không có gì sai, nhưng nếu phân tích kỹ thì không phù hợp lắm theo tam tàng kinh điển. Dưới đây là một vài thí dụ. Người Phật tử thường nói có ba pháp nên hành trì là trì giới và tham thiền. Nghe rất gọn và dễ hiểu. Tuy vậy, pháp thứ ba, tham thiền, thật ra là chữ dịch không chuẩn lắm của chữ Pavana. Chữ thiền nói chính xác là phiên âm của chữ Jhana. Tịnh chỉ với năm thiền chi, tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Chữ Pavana mang ý nghĩa tu tập nội tâm. Thana, Jhana là một phần của Pavana, nhưng không thể dùng đồng nghĩa. Nói cách khác là chữ tham thiền mang ý nghĩa hẹp hơn chữ Pavana. Một câu nói quen thuộc khác đó là lời dịch Phật ngôn: không làm các điều ác, gắng làm các việc lành, luôn tu tâm tịnh ý. Đó là lời Phật dạy. Câu đầu hoặc nghe thì rất ổn, hay dịch rất sâu, rất sát câu: chư ác mặc ác. Nhưng nếu đọc vào Pali thì câu sappapassat akaranam có chữ sappa nghĩa là không làm tất cả điều ác hay không làm bất cứ điều ác nào. Trong bản chữ Hán dịch Điền Ngẫu, chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, không nói được một điều sai biệt là đối với điều ác thì tất cả đều không làm, còn đối với điều thiện thì không có chữ tất cả, vì không ai có thể làm được tất cả điều thiện. Hai câu thoạt nghe thì đối xứng, thật ra thì trong đó có sự khác biệt giữa cái có thể và cái không có thể. Còn câu niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thường được sử dụng bởi tất cả Phật tử thuộc cả hai truyền thống Tông và Nam Tông. Thực tế thì câu niệm này có cơ sở từ nền văn hóa thờ phượng nhiều vị Phật của Phật giáo Đại Thừa. Chính do điểm này nên trong nhiều vị Phật như Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Phật Tỳ Lô Giá Na,
thì Đức Phật Thích Ca là Bổn Sư. Tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông thì không bao giờ niệm Phật có đi kèm với chữ Bổn Sư như vậy. Nói đến Phật thì hiểu ngay là Đức Phật hiện tại. Nói đến chư Phật thì hiểu là chư Phật trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Còn điểm này nữa, nói theo Phật Tông Uttamasamsa thì Đức Phật hiện tại là Đức Gotama, Cồ Đàm, chữ Thích Ca Mâu Ni, Sakyamuni, có nghĩa là Bậc Hiền Thánh dòng Thích Ca. Gọi như vậy không phải là sai, nhưng không chuẩn lắm. Chúng ta là Phật tử, chỉ lễ Phật, cúng Phật tự nhiên là nghĩ tới Bậc Đạo Sư, nghĩa là Đức Phật hiện tại, không cần phải nêu, không cần phải đơn nêu danh tánh. Cũng có ý kiến khác là thay vì Nam Mô Bụt Tha Giá đảnh lễ Phật thì nên đổi thành Nam Mô Bụt Tha Năng đảnh lễ chư Phật. Thì số ít hay số nhiều ở đây không cần thiết, cứ lễ Phật, cúng dường Phật là đủ rồi. Người ta nói phép vua thu lễ làng, có rất nhiều cách nói, cách dùng từ theo thói quen hay văn hóa, rất khó để chỉnh đốn một sớm một chiều. Dù thế nào thì người học Phật nghiêm túc cũng nên quan tâm, biết cái gốc thì bớt chấp sai theo ngọn, còn vui hay không là chuyện khác. Dạ, con đã đọc xong phần Bali Vui Để Học. Sau đây chúng con kính cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Dạ, kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chúng tinh văn đệ tử Phật. Kính chào Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Ốc Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tùng Đức có mặt trong rừng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng có hai phần Bali Vui Để Học và cái phần đảnh lễ cúng dường Tam Bảo. Lúc lần đầu thì chúng tôi tính nói về cái phần Bali Dịch Hành trước, rồi sau đó mới nói về những vấn đề Bali Vui Để Học. Nhưng mà chúng tôi vừa nghĩ lại thì bởi vì sau khi cái phần Bali Vật Hành thì thường là Hòa Thượng Giác Đẳng thỉnh chư Tăng hướng dẫn cho Phật tử học nghe đọc. Nếu mà bây giờ giảng xong rồi xen kẽ cái phần bài giảng Bali Vui Để Học đó, thì khi mà trở lại hướng dẫn tụng thì làm cho nó bị gián đoạn đi. Cho nên cũng như ở trong bài chúng tôi trình bày về Bali Vui Để Học trước, hôm nay chúng ta có 3 trong 4 trong nhiều vấn đề được nói đến
Chúng ta theo cái thói quen, mặc dù chúng ta nói không có gì sai, nhưng mà phân tích kỹ những cái vấn đề đó thì chúng ta thấy nó không có hợp lý lắm. Theo tâm tạng Pali thì trong bài Hòa Thượng Nhất Đẳng đưa lên ba cái vấn đề. Thứ nhất là nói đến ba cái pháp Punyakriya Vathu, phước nghiệp sự. Thường thường chúng ta nghe nói phước nghiệp sự tới 10 hay gọi tóm tắt, gọi thông thường là thập hạnh phúc. Chữ hạnh phúc ở đây đó thì dịch đúng nghĩa, nhưng mà trong tiếng Việt chúng ta dễ bị nhầm, cho nên chữ Punyakriya hạnh phúc có nghĩa là phước. Mười cái điều làm phước thì ở đây được gọi là phước nghiệp sự. Thì nói theo đông chú giải đó thì phước nghiệp sự có 10, nhưng mà ở trong chánh tạng thì Tân Chi Bộ Kinh thì Đức Phật đã dạy có 3. Mà thường thì chúng ta nói bố thí, trì giới, tham thiền, ghi lầm vấn đề chúng ta mới nói, mới bàn đến là chữ tham thiền. Thực ra đó, cái chữ Phāvana mà dịch là tham thiền đó, thì nghe qua không có cái gì nó sai hết. Nhưng mà nó bị hạn chế là nó chưa đủ, và dịch thoát từ, bởi vì cái chữ Phāvana Phāvana phát triển hay là tu tiến, chữ Phāvana vậy là phát triển hay tu tiến hay tu tập, thì có hai cái thứ Phāvana, tức là Samatha Phāvana là chỉ tu tiến, tức là tu theo đề mục, theo chỉ nghiệp, tức là đề mục thiện chỉ, và Vipassana Phāvana tức là quán tu tiến, tức là tu theo đề mục thiền Vipassana hay thiền định sát. Do đó khi mà nói đến ba phước nghiệp sự Dānamaya Punyakriya Vathu là phước nghiệp sự bố thí, Sīlamaya Punyakriya Vathu phước nghiệp trì giới, và Phāvana Maya Punyakriya Vathu, mà chỗ này chúng ta nói phước nghiệp sự tham thiền thì nó, nếu không có rõ nghĩa và nó không có ổn với từ, thì khi mà Phật tử chúng ta đọc trong kinh điển đó, và chúng ta gặp những quyển sách, những quyển kinh mà mấy ngài nói là bố thí trì giới tham thiền, thì chúng ta nghe qua thì chúng ta thấy đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà xét cho kỹ ra thì chúng ta thấy nó vẫn chưa phải là liên trọn cái ý nghĩa chữ Phật nào.
Cái chữ Sahana đó thưa vị, nó còn nhiều nghĩa lắm. Thí dụ như cái Sahana là tu thân, Sila Sahana là tu giới, Chitta Sahana là tu tâm, Panya Sahana là tu tuệ. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm Hạt Muối, Đức Phật có đề cập đến bốn cái sự tu tập này. Thì tham thiền nó chỉ là một trong những cái pháp gọi là tu tâm thôi. Bởi vì Chitta Bhavana là tu tâm đó, nó bao hàm cả cái việc mà tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tu tập cái pháp nhẫn lại, tu tập cái pháp tinh tấn, tu tập về thiểu dục tri túc, cái đó gọi là tu tâm hết. Rồi mới đến tu tập thiền chỉ, samatha. Thì như vậy cái đó mới gọi là tham thiền. Còn tu tuệ cũng là Phawana, nhưng mà này là tu minh sát, tu tuệ minh sát. Thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, tùy quán vô thường, tùy quán khổ, tùy quán vô ngã, vân vân. Chúng ta trình bày như vậy để cho chúng ta thấy cái chữ Phawana trong cái câu một Phawana Maya Punyakari Vathu là một ba cái phước nghiệp sự. Thì ở đây nếu không, nó không phải để chỉ riêng cho cái việc mà thâm thiền không, vì cần phải nhớ vậy. Bởi vì khi nói đến tham thiền đó, thì người ta nghĩ rằng ngồi lại mà niệm cái đề mục, mà cái đề mục đó chỉ là cái đề mục của samatha, là thiền chỉ, để mà đắc chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Có những chi thiền phát đồng sanh là tầm tứ hỷ lạc định, vâng. Thì cái đó người Phật tử chúng ta nghĩ rằng nếu mà nói như vậy thì chúng ta khó mà thực hành hết ba cái pháp Phawana, cái pháp Vinyasa vô thú. Tại vì tham thiền thì thời buổi này chúng ta đâu có cái điều kiện, đâu có cái môi trường để mà chúng ta tu thiền chỉ cho rốt ráo được. Cho nên thế là chúng ta lại bỏ cuộc, chúng ta chỉ có hành bố thí trì giới thôi. Thế là tiếc lắm thưa quý vị. Ở đây người Phật tử chúng ta ngoài cái việc bố thí trì giới, chúng ta chỉ cần tu tập cái pháp tinh tấn nhẫn nại. Tinh tấn tức là siêng năng, sống tỉnh thức, có chánh niệm tỉnh giác. Và cái tinh tấn đó là cũng gọi là tu tiến, cũng gọi là Phawana. Hay là chúng ta nhẫn nại gặp cái hoàn cảnh khốn khó, hoặc là những cái lời phỉ báng mạ lị của người khác họ đem đến cho mình, mình tu tập mình nhẫn nại, mình kham nhẫn để cho cái tâm sân nó đừng sinh khởi, thì vậy đó cũng là tu tiến Phawana, gọi là tu tâm. Hay là mình an trú, mình tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tu tập tâm từ để diệt diệt trừ sân, tu tập tâm bi để diệt trừ hại,
Tu tập tâm hỷ là để diệt trừ ganh tị. Tu tập tâm xả để diệt trừ cái sự cố chấp. Cái đó chúng ta cũng tu tập Phavana. Cho nên những cái đó là chúng ta phải biết chữ Phavana rộng lắm. Khi mà Đức Phật nói Phavana Maya Punyakari Vathu thì chúng ta phải hiểu rằng là làm sao mà chúng ta tu luyện được cái nội tâm bố thí á, là chúng ta làm lợi hành cho người khác và đồng thời lợi cho mình là chúng ta gột rửa cái sự cấu quế bổn sẻn. Còn giữ giới đó là chúng ta làm cho thanh tịnh thân nghiệp khẩu nghiệp. Còn khi mà chúng ta tu tiến á, thì đó là chúng ta rèn luyện tâm cho nó được trong sáng. Mỗi phiền não nó phát sanh, có đôi khi nếu mà bố thí không phiền não vẫn còn phát sanh thưa quý vị. Nếu mà chúng ta giữ giới, có đôi khi chúng ta còn nóng nảy hơn giới, hay là tự cám quỷ tha chỉ trích người khác. Nhưng người có cái sự tu tập về nội tâm đó, biết rèn luyện nội tâm mình, biết tinh tấn, nhẫn nại, an trú tâm từ, tâm hỷ, tâm xả, rồi mới là an trú trong cái đề mục thiền định. Thời như vậy người này họ sẽ trở nên tốt đẹp. Cho nên ở đây chữ Phavana chúng ta phải hiểu gì. Chứ còn cái câu đó là bố thí trì giới thâm thiền nghe nó gọn và dễ hiểu, như mà thực ra thì chữ thâm thiền nó không có đủ nghĩa cho cái chữ Phavana. Đây là điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Cái vấn đề thứ hai cũng vấn đề mà đừng có nói chi là chúng ta hiểu, ngay cả cái vị mà dịch thuật cũng gặp rắc rối ở chỗ này, có sự cân phân. Mai mốt tới phiên chúng tôi phải cân phân, phải đau đầu trong cái câu này, bởi vì chúng tôi đang làm cái việc là soạn cái giáo trình học Phạn Ngữ Hoa Kinh Pháp Cú, bởi vì câu này nó nằm ở trong câu Kinh Pháp Cú, thưa quý vị, trong câu Kinh Pháp Cú. Những vị dịch giả muốn dịch sao dịch, nhưng mà cái câu Bali Sapapa Passa Akarnang thì chúng ta thấy là chữ Papa ở đây còn thêm một cái thành tố là chữ Sapa. Chữ Sapa là thành tố của cái hộp của danh từ hợp thể, nó là một đại danh từ có nghĩa là tất cả hay là mọi. Akarnang có nghĩa là không làm mọi điều ác. Điều ác nào chúng ta cũng phải rất cái câu thứ hai kusalasa upasambada
Kusalasa Upasampada. Ở đây chữ Upasampada có nghĩa là thành tựu. Kusalasa là điều thiện, thành tựu việc lành. Thì cái việc lành ở đây đó là chúng ta không có giới hạn được. Chúng ta không có giới hạn được. Vì sao vậy? Nếu mà nói rằng sappa kusalassa, tất cả đều thiện, thì cái chữ đó mới là không ổn rồi. Tại sao? Là tại vì điều thiện không có ai làm hết được. Kama vachara kusala là thiện dục giới, rupa vachara kusala thiện sắc giới, arupa vachara kusala là thiện vô sắc giới, và lokuttara kusala là thiện siêu thế. Bây giờ nếu mà chúng ta gọi là sappa kusalassa upasampada là thành tựu tất cả việc lành, thì chúng ta phải gồm hết bốn cái loại thiện đó. Đâu có ai làm được chú ý. Không có ai làm được. Cho nên ở đây nói đến điều ác á, thì chúng ta giới hạn trong 12 tâm tham. 8 tâm tham, 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân, 2 si. Và cái điều ác nó chỉ gồm ở trong 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở phối hợp. Cho nên giới hạn vô trong đó thì mình có thể mình bỏ hết điều ác được. Một lần nữa là tại sao câu thứ hai không có dùng chữ xuất phát như là câu số 1 sappa passa akarana, là bởi vì khi mà làm với điều ác á là một điều đem đến sự tai hại. Cho nên chúng ta phải tránh xa, đừng bao giờ phạm đến cái điều ác nào hết. Nếu chúng ta không muốn gặp cái sự tai hại, còn cái điều thiện đó thì chúng ta cứ làm hoài làm hoài. Hễ chúng ta ở cái góc độ nào, có cái cơ hội nào làm được cái điều thiện thì chúng ta cứ làm. Chứ không biết nói sao mà cho hết. Cho đến khi mà chúng ta đắc chứng được quả hữu học là bậc tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm, chúng ta còn phải tu tiến thiện pháp tiếp tục cho đến khi mà thiện siêu thế tứ đạo, tức là tâm đạo a la hán khởi lên, thì lúc đó là tâm quả sanh khởi, tâm quả siêu thế sanh khởi. Và khi mà tâm tứ quả sanh khởi rồi đó, thì lúc bây giờ xem như là gánh nặng đã được xuống, thiện ác đã bỏ qua một bên. Lúc đó là vị A La Hán không còn làm, không còn bị chi phối bởi điều thiện điều ác nữa. Chứ có thí dụ
Bây giờ hễ mà chúng ta nói thuốc độc, độc dược hay trái cây độc, thì hễ là độc thì chúng ta phải từ bỏ tất cả. Bỏ tất cả các cái loại độc dược, không có nên sử dụng tới, không nên liều lĩnh. Còn một khi nói đến cái thức ăn bổ khỏe, thì hễ chúng ta có được cái thức ăn nào mà chúng ta thấy là bổ khỏe thì chúng ta ăn, chứ không phải là khuyên chúng ta nên ăn hết tất cả những cái thức ăn bổ khỏe. Nó tùy, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái môi trường sống của chúng ta mà chúng ta ăn. Cũng tương tự như vậy, khi nói đến điều ác thì mình phải không làm tất cả các điều ác. Nhưng mà khi nói đến việc lành thì chúng ta phải bỏ đi cái chữ sắp phát, không phải là tất cả, mà là chúng ta cứ thành tựu việc lành, hay là chúng ta thực hiện cái việc lành tùy theo cái khả năng của chúng ta, có hoàn cảnh của chúng ta. Cho nên đây là vấn đề thứ hai mà chúng ta phải suy nghĩ. Đến cái câu thứ ba đó, thưa quý vị, cái vấn đề thứ ba là cái câu niệm Phật. Thì như trong bài chúng ta đã nghe đó, thì cái câu niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì cái đó chỉ có người Trung Hoa và người Việt Nam chúng ta đọc mà thôi. Theo trong kinh điển Pali đó, thì không có cái câu niệm Phật như thế này. Bởi vì có hai vấn đề. Thứ nhất là trong Bút Thô Văn Xá, trong Phật Hoa hay là Phật Sử, thì khi nhắc đến danh tánh của chư Phật quá khứ, danh tánh của Đức Phật hiện tại và danh tánh của chư Phật trong tương lai, thì ở đây Đức Phật hiện tại là Đức Phật Gautama. Lấy theo cái họ tộc của Ngài là họ Gautama, hay đọc âm là Cụ Đàm. Trong quả đất này có năm vị Phật. Đầu tiên là Cất Cú Sanh Thát, Đức Phật Cất Cú Sanh Thát Công Lu Tô, đọc âm là Công Lu Tô. Thứ hai là Cô Na Câm Ná, là Câu Na Hàm. Thứ ba là Kaspa, Đức Phật Kaspa là Đức Phật Cai Diếp. Và thứ tư là Đức Phật của chúng ta hiện tại là Đức Phật Gautama. Và thứ năm, vị Phật cuối cùng trong cái hiện kiếp này là Đức Phật Maitreya. Ở trong cái tiếng Phạn thì gọi Maitreya, nhưng mà trong tiếng Pali thì gọi Maitreya được rồi, đọc theo tiếng Pali là Maitreya. Thì đó là tên của những vị Phật ở trong quả đất này. Còn nếu mà nói rằng là Đức Phật Thích Ca đó, thì chữ Thích Ca là chữ sắc giá, nó chỉ là cái dòng dõi sắc đế lị, cái dòng dõi của Ngài ở giai cấp sắc đế. Nhưng mà cái dòng dõi này tại sao gọi là sắc giác? Đó là những chiến sĩ anh dũng, những chiến sĩ anh dũng. Cái truyền thống ấy, thì cái
Phát thì giá là tất cả các cái giai cấp sắc, phát thì giá là giai cấp hoàng tộc không, tất cả các vị vua ở trong cái quốc độ, trong những cái quốc độ của Ấn Độ thì bây giờ những xứ Ấn bây giờ đó, thì nó có bốn vị cấp. Thì cái giai cấp khách giá lị thì trong đó có một cái dòng tộc, dòng dõi, có một cái dòng dõi tên gọi là sắc giác. Thì ở đây chúng ta không thể lấy cái dòng dõi đó mà chúng ta gọi đó, gọi một vị Phật ở trong đó được. Mà cái họ tộc của ngài là họ Gotama, chúng ta phải lấy họ. Còn thêm cái nữa là những người dịch chữ Hán á, thì người ta Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật Thích Ca, và chữ Bổn Sư tức là cái vị thầy của nhân thiên. Chúng ta khỏi cần nói cái đó, theo trong Pali thì chỉ nói là Nam Mô Tát Sát Phật Va Tô Ra Tô Sama Sam Bút Thật Sát, hay là Nam Mô Bồ Tát nhé, đủ rồi. Cái gì Đức Phật bao nhiêu đó là đủ. Cho nên chúng ta về cái điểm này đó, người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà chúng ta niệm Phật đó, thực ra đó, chúng ta chỉ niệm cái hồng danh của ngài thôi. Lễ Phật giả là kính Phật chi đức, niệm Phật giả là kính Phật chi ân. Chúng ta niệm cái họ ân của ngài A-ra-hăn, ân cúng Sama Sambuddho, chánh biến tri Vichacharana Sambandho minh hạnh túc, Sukato thiện thể, Lô Câu Nghị Đù thi dạng giải, Anuttaro Đô Thượng Sĩ, Bodhisattva Dhammasarathi là Địa Ngự Trưởng Phu, Sattha Deva Manusanang thi nhân sư, Buddho là Phật Đà, Phakova Cụ Thoại Đức Giả, Cụ Thoại Đức và Cụ Thoại Đức. Dĩ vậy thôi. Chứ còn người chúng ta niệm, dầu cho mình niệm Nam Mô Gotama, Nam Mô Gotama hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì chúng ta niệm vậy, một là nó dài dòng, hai nữa là chúng ta kêu tên của ngài ra mà chúng ta đọc thì kỳ quá. Giống như bây giờ mình thương cha thương mẹ, cái mình kêu tên cha của mình Nguyễn Nhã A, Nguyễn A, chúng ta cứ kêu hoài như vậy thì nó vô phép lắm. Cho nên chúng ta phải nhớ cái công hạnh của cha mẹ mình lúc sanh tiền như thế nào, chúng ta nhớ để chúng ta thương, để chúng ta kính, nhớ cái công của cha mẹ mình. Cha mẹ là một người thương con, cha mẹ mình là một người rất hiền lành, đạo đức. Chúng ta nhớ những cái ánh hạnh đó thôi, chứ đâu phải mình kêu tên. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta có một thói quen, mặc dù thói quen đó không phải là sai lắm, nhưng mà nếu mà xét cho kỹ thì nó cũng hơi kỳ kỳ. Cho nên cái này chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta suy nghĩ lại.
Vậy đó là ba vấn đề mà được trình bày trong cái phần Pali Vu để học. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần nghi thức dịch hành. Cái phần nghi thức dịch hành ở đây đó, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học ba cái bài đánh lễ và cúng dường Tam Bảo một cách vắn tắt. Câu thứ nhất, tăng araha di bút đà sang dứt tăng bút thăng sê ra sa nà ma mi tanh chấp bút thăng i mê hi sắc ca rê hi a phi pu chi gia mi. Sê ra sa nà ma mi tức là cúi đầu đảnh lễ, con cúi đầu đảnh lễ. Chữ sê ra sa là cái đầu. Quý vị nhớ cái chữ sa ở phía sau đó. Chữ Sira đó là một trong 16 từ nhóm danh từ đặc biệt đi chung với chữ Manat ở trong cái văn phẩm Pali. Trong ngữ pháp Pali chúng ta học Pali trung cấp thì chúng ta mới học tới cái cách chia này. Còn mà chúng ta học 32 bài dở lòng thì chúng ta sẽ không có cách chia này được. Cho nên thông thường nếu mà chúng ta nói thông thường thì chữ ena nó là sử dụng cách, nhưng mà Pali đặc biệt đó, chúng ta nói chữ sira là cái đầu đó, thì sirasa cũng như chữ mana, chữ manasa, manasa che và sane đó. Nếu với ý trong sạch, thành thử ra ở đây chữ Sirasa Namami, chữ Namami cái động từ ngôi thứ nhất, số ít có nghĩa là lễ lại, đảnh lễ, con cúi đầu đảnh lễ, Phú Thăng, Đức Phật, đối cách, xài đối cách. Ở cái chỗ này quý vị đừng, cái này chỉ dịch từ thôi nha, phân tích từ, nhưng mà quý vị đừng có dịch cái nghĩa, nó kỳ lắm. Arahadi Guna Sanjutin, chỉ Sanjutin có nghĩa là phối hợp hay là tương ưng. Rồi cái chữ Guna là ưng, Adi vân vân, araha, arahadi, ưng cúng vân vân. Nếu mà chúng ta xịt là con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, tương ưng với những ân đức như arahan vân vân ấy thì nghe kỳ quá thì quý vị. Cho nên quý vị, cái chỗ này chúng ta chỉ dịch nôm na, dịch như thế này: con cúi đầu đảnh lễ đứng giác ngộ mà có đầy đủ ân đức, ân cúng chánh đính tri minh hạnh túc thiện thể thế nhân giải, vô thượng sĩ điều ngự thượng phu thiên nhiên sư Phật Thế Tôn, tên chấp quốc thăng y mê hi sakka rê hi a phi bu chi gia mi. A phi bu chi gia mi là một động từ, nếu mà rút gọn lại là chữ pu, pu chi mi, pu chi tí là cúng dường, pu chi tí hay pu chai gia tí là cúng dường, thêm cái tiếp từ ngữ a phi bu chi gia mi, a phi bu chi tí, chi lý cũng được. Cái tiếng được ngữ có đôi khi thêm vào một cái động từ đó, nó có thể có những cái tiếng được ngữ thêm vào một cái động từ làm cho
để nghĩa nó mạnh thêm, nghĩa nó mạnh thêm, hay là nó mang một cái ý nghĩa khác, nó khiến biến cái động từ nó có cái ý nghĩa khác. Như mà cũng với những trường hợp tiếp đồng ngữ, khi mà ghép với một động từ thì nó chỉ là bình thường gọi là bác tí, tức là nó không có tăng cường thêm cái nghĩa ban đầu, mà nó cũng không làm cho thay đổi ý nghĩa. Cho nên ở đây dịch là con xin cúng dường, cúng dường y mê hí, sử dụng cách số nhiều của đại từ y bát sắc ca ri hí, là sử dụng cách số nhiều của danh từ năm tánh ca rác, là lễ phẩm. Y mê hí sắc ca ri hí là với các cái lễ phẩm này, y mê hí sắc ca ri hí a phi bu tì gia mi, con xin cúng dường tay chân của tăng Đức Phật. Chúng ta mặc dù có chữ tăng là ấy, nhưng mà chúng ta dịch đừng có dịch là đảnh lễ con xin cúng dường Đức Phật ấy với những lễ phẩm này. Chúng ta khỏi dịch ở ấy, bởi vì ở đây chúng ta chỉ tôn thờ có một mình Đức Phật thôi, Đức Phật Thích, Đức Phật Gautama, chúng ta nói vậy đủ rồi. Như vậy trong cái câu thứ nhất á, là câu cuối đầu đảnh lễ Đức Phật có đầy đủ các đức như ân cúng vân vân, con xin cúng dường Đức Phật với các lễ phẩm này. Các lễ phẩm này tức là nhang đèn vân vân, bông hoa, hoa quả, nhang đèn, cũng phải trong câu số 2 đó là tăng xoa kha ta đi vô đà sang giúp tăng tham măng sẽ ra sa ma mi tay cho tham măng y mê hi sắc ca re phi bu chỉ gia mi. Thì ở đây chữ tăng tức là ấy, là giáo pháp ấy, kinh tham măng là giáo pháp ấy. Chúng ta nói rằng tham măng sirasa nama mi, con cúi đầu đỉnh lễ giáo pháp Swakata di Buddha Sangyutta. Chữ adi ở đây có nghĩa là vân vân đó, thưa quý vị, là thay vì nấu sáu ân đức pháp Swakato Phakwata Thambo Sanjithiko Akaliko Ehipasko Opanayiko Pachatang Vedikapo Vinyuvi. Chúng ta khỏi kể, chúng ta chỉ kể Swakata di là khéo thuyết vân vân, được khéo thuyết. Con cúi đầu đảnh lễ giáo pháp thành tựu những ân đức như được khéo thuyết vân vân, và tay chắc thì chắc ở đây có lẽ phải, và con xin cúng dường giáo pháp với những lễ phẩm này, với những lễ phẩm này. Thì câu này đó mình về cái mạch văn đó, các cái từ vựng thì giống như như trên vậy, nó chỉ thay đổi chữ quốc thăng tham ăn câu thứ ba gì cũng là thay đổi chữ sang khăn thôi, nhưng mà cái lúc đầu thì chúng ta thêm cái là supatipanna di quốc đại sang giúp tăng sang khăn sirasana ma mi, và xin cúi đầu lãnh lễ chúng ta thành tựu ân đức thiện hạnh vân vân, ân đức thiện hạnh vân vân.
Mặc dù xài là Samayuttang như chúng ta đừng dịch là tương ưng, nghe kỳ lắm. Và tanh chắc sang khang ime hiskare hi afibu cha gia mi, và con xin cúng dường tăng chúng những lễ phẩm này. Ở đây đó, trong ba từ Puthang Thamang Sankhang, cái chỗ này chúng ta thiếu cái sự nhất quán một chút, nhưng mà không biết làm sao. Cái chữ Puthang, chữ Puthang, chúng tôi chỉ đọc âm là Phật Đà, hay chúng ta đọc là Phật, Đức Phật thôi. Chữ Đức Phật không phải dịch từ chữ Bút Thác, mà gọi là đọc âm từ Bút Thác. Nếu mà đọc âm cho chính xác chút xíu gọi là Bụt. Ở bên Khmer người ta gọi là Praput. Praput, Praput là Bút Thác đấy, thưa quý vị. Chữ thăm băng giáo pháp thì cái này chúng ta dịch nghĩa pháp, dịch nghĩa. Nhưng mà chữ sang khăn đó, nếu mà chúng ta dịch là tăng chúng thì chúng ta vừa âm vừa dịch, dịch thì là dịch nghĩa chữ sang khác, còn nếu tăng thì là âm của chữ sang khác. Chữ sinh khác thật ra nếu đọc âm cho đúng là tăng già, người ta âm là tăng già. Và dịch nghĩa thì phải là mà nói hội chúng thì người ta nhầm lẫn với các hội chúng khác, do đó cho nên người ta lấy chữ âm và chữ dịch luôn là chữ tăng chúng là biết rồi. Sau này gọi riết thành cái thói quen là cứ gặp các vị nam tu sĩ Phật giáo thì gọi là tăng, nữ tu sĩ Phật giáo thì gọi là ni, nhưng mà ít có ai biết được cái chữ tăng ni cái gốc tích nó như thế nào. Chứ tôi thường nói cho nên gọi là chữ tăng không, nó cũng chưa có đúng lắm. Thì ba chữ Buddha Thamma Sangha đó, nếu mà đọc âm chữ Buddha là Phật Đà, còn chữ Thamma người ta thường xài chữ Đạt Ma, chữ Dharma, Dharma là Đạt Ma, trong tiếng Bali gọi là Thamma hay chữ Pháp. Phật Đà, Đạt Ma, Tăng Già, cái đó đọc âm hết. Còn khi mà chúng ta nói Phật là âm, đọc âm, Thâm Bát là Pháp, Phật Pháp Tăng thì chỉ có chữ Pháp đó là dịch nghĩa thôi. Còn Phật Pháp như Phật thì đọc âm, Tăng là đọc âm. Nhưng mà mấy cái chữ này cũng rất rối, thưa quý vị. Đã xài quen rồi thì dầu cho nói đúc như một mình nói thì thiên hạ họ cũng cho rằng mình sai. Còn hễ mà cái lời nói sai cái dầu cả ngàn người, được một ngàn người nói sai thì thiên hạ cho là đúc, cho cái đó là đúc. Rõ ràng xưa đến giờ khi mà chúng ta nói đến Phật Pháp Tăng là chúng ta nghe, chúng ta hiểu được rồi, chúng ta nói ồ nói vậy mới đúng nha, nói vậy mới đúng. Nhưng mà ở đây trong cái công việc này thì chúng tôi có cái nhiệm vụ là phải phân tích, vì cái lớp của chúng ta hiện thời là cái lớp phần ngữ Pali, cho nên cái gì chúng ta cũng phải phân tích cặn kẽ. Mà khi đã phân tích như vậy rồi đó,
Thì các bậc trí giả, ai có tâm muốn học, tham khảo về cái nguồn gốc của từ ngữ Phật học đó, thì chúng ta lãnh hội, chúng ta chấp nhận. Còn những người mà họ không thích học, không thích như ai nói sao tôi cũng nói vậy, ai nói bậy tôi cũng nói theo, thì thôi, người đó khỏi cần học. Nhưng mà khi chúng ta không có muốn học thì chúng ta cũng đừng có phản bác là cái chuyện đó nói chi gì, chúng ta đừng có phản bác. Bởi vì mình không học có người khác học. Với hơn nữa, cái gì mà cứ để khuất lấp như vậy đó, thì từ thế hệ này đến thế hệ khác, dần dần các thế hệ sau là họ mù luôn, họ mất cái gốc tích, họ không hiểu được cái chữ đó là cái chữ gì. Cho nên chúng tôi cũng sắp mãn cuộc đời, chúng tôi hiểu biết cái gì chúng tôi chia sẻ cái đó thôi, quý vị thông cảm. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa chấp lắm trở lại và thượng giới đảnh trở lại để hướng dẫn cho Phật tử kinh này, đọc bài kinh Nhật Hành này và làm bài Bali. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính thưa người hòa thượng, thưa sư. Cũng nên nói thêm một điểm là ngày nay thưa quý vị, người ta bắt đầu dùng chữ tăng lữ mang tới cách phổ thông, mặc dù chữ tăng bắt rất thứ sự Phật giáo. Thí dụ như là những người họ dịch là những cái cộng đồng tu sĩ của Hy Lạp đó, thì họ nói rằng những tăng lữ ở trong các tu viện cổ Hy Lạp. Cái chữ tăng lữ bây giờ càng ngày người ta càng dùng như là một chữ chung cho đoàn thể các vị tu sĩ, nhưng mà chúng ta nhớ chữ tăng đó tức sự từ sanh cá. Xin thỉnh sư huynh nghĩ. Và bây giờ thì tiếp theo để thỉnh Đại Đức Từ Trí, Đại Đức Từ Trí Quan Hỷ đọc cho bài cúng dường và lễ bái Tam Bảo 10 lần. Không biết Đại Đức Từ Trí có mặt trước máy không? Và chúng tôi nhắc quý Phật tử như vậy là quý vị nên học thuộc cái câu đại lễ và cúng dường này. Tại vì mỗi lần mà chúng ta đi đi đâu xa, như đi hành hương hay đi bất cứ nơi nào, thậm chí ở nhà, mà khi mà chúng ta cúng dường hương đăng hoa quả đến Đức Phật, thì chúng ta liên tục bài này, tôn bài này. Ngoài cái đảnh lễ còn có cúng dường nữa. Một cái câu kinh rất là đắc dụng, được dùng trong rất nhiều trường hợp. Có thể cúng chúng ta cúng hương đăng hoa quả thực phẩm vân vân, bất cứ cái gì chúng ta cúng dường Đức Phật thì chúng ta nên học. Thỉnh đến từ khi con nghĩ đọc cho bài đảnh lễ cúng dường 10 lần, và sau đó kính thỉnh chư tôn đức như quý Phật tử tiếp tục. Những kính lễ từ đời rất đảnh cùng chư tôn đức giảng sư đang có mặt trong lớp học, kính chào thầy chúng sư rất được ba lần kinh lãnh lễ và kính dường Tam Bảo. Tăng Arahati guna sang yutang buthang serasan mami tang chaputang hime hisakare hiapi buchayami tang swakata ti guna sang yutang tham mang serasan mami tang chatham mang hime hisakare hiapi buchayami tang supati panna ti guna sang yutang sang khang sirasana mami tang ca sang khang ime hisakare hi api pujayami tang araha ti guna sang yutang buthang sirasana mami tang ca buthang ime hisakare hi api pujayami tang swa kha ta ti guna sang yu tam tham mang si da sa na ma mi tang cha tham mang hi me hi sa ka re hi a pi pu cha ya mi tang so pa ti ban na ti guna sang yu tam sang khang si da sa na ma mi tang cha sang khang hi me hi sa ka re hi a pi pu cha ya mi tang araha di guna sang yu tang buthang sirasana mami tang cha buthang hime hisakare hi api pujayami tang swa
ma kha ti gu na sang yu tang tham mang si ra sa na ma mi tang cha tham mang hi me hi sa ka re hi a pi hu cha ya mi tang su pa ti pa na ti gu na sang yu tang sang khang si ra sa na ma mi tang cha sang khang hi me hi sa ka re hi a pi hu cha ya mi tang araha ti guna samju tang bu thang sirasa nama mi tang cha bu thang ime hi sa ka re hi api bu cha ya mi tang swaha ta ti guna samju tang tham mang sirasa nama mi tang cha tham mang ime hi sa ka re hi api bu cha ya mi tang supati banna di guna sang yu tang sang khang sirasa nama mi tang cha sang khang hi me hi sa ka re hi api hu cha ya mi tang araha di guna sang yu tang bu thang sirasa nama mi tang cha bu thang hi me hi sa ka re hi api hu cha ya mi tang swa kha ta ti na sang yo tang tham mang si ra sa na ma mi tang cha tham mang hi me hi sa ka re hi a pi pu cha ya mi tang su pa ti pa na ti na sang yo tang sang khang si ra sa na ma mi tang cha sang khang hi me hi sa ka re hi a pi pu cha ya mi. Và tiếp theo kính thỉnh Đại Đức Thầy Đức ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đánh lễ Ân Đức Tam Bảo, con thành kính đánh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc bài đánh lễ và cúng dường Tam Bảo. Tăng araha di guna sang yua tăng bua tăng se na sa na ma mi tăng cha bua tăng i me hi sa ka re hi a phi bu cha ya mi tăng swa kha ta di guna sang yua tăng tham mang se ra sa na ma mi tăng cha tham mang i me hi sa ka re hi a phi bu cha ya mi tang supati banna di guna sang yu tang sang khang sirasa nama mi tang cha sang khang ime hi sakare hi afibu cha ya mi tang araha di guna sang yu tang bu tang sirasa nama mi tang cha bu tang ime hi sakare hi afibu cha ya mi tang swa kha ta di na sang yu tang tham mang se ra sa na ma mi tang cha tham mang i me hi sa ka re hi a phi bu cha ya mi tang su pa ti ban na di gu na sang yu tang sang khang se ra sa na ma mi tang cha sang khang i me hi sa ka re hi a phi bu cha ya mi tang araha di guna sang yu tang bu tang se ra sa na ma mi tang cha bu tang i me hi sa ka re hi a phi bu cha ya mi tang swa kha ta di guna sang yu tang tham mang se ra sa na ma mi tang cha tham mang i me hi sa ka re hi a phi bu cha ya mi tang supati banna di guna sang yu tang sang khang se ra sa na ma mi tang cha sang khang i me hi sa ka re hi a phi bu cha ya mi. Dạ con xin hết. Kính mời sư Nguyên Thông tiếp theo. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin đọc ba bài lễ bái.
tăng araha di guna sam vua tăng bùa thăng si ra sa na ma mi tăng cha bùa thăng i me hi sa ka re ha pu cha ya mi tăng soa kha ta di guna sam vua tăng tham mang si ra sa na ma mi tăng cha tham mang i me bùa a phi pu cha ya mi tăng supati panna di guna sang yu tăng sang khang si gra na ma mi tăng cha sang khang i me sa ka re hi a phi pu cha mi tăng araha di guna sang yu tăng bu thăng si ra sa na ma mi tăng cha bu thăng i me sa ka re hi a pu cha ya mi tăng soa kha ta di guna sang yu tăng tham mang si ra sa na ma mi tăng cha tham mang i me sa ka re ya phi pu cha ya mi tăng supati panna di guna sang yu tăng sang khang si ra sa na ma mi tăng cha sang khang i me sa ka re ya pu cha ya mi tăng araha di guna sang yu tăng bu thăng si ra sa na ma mi tăng cha bu thăng i me hi sa ka ra hi a pi cha ya mi tăng soa kha ta di guna sang yu tăng tham mang si ra sa na ma mi tăng cha tham mang i me hi sa ka ra a pu a phi pu cha ya mi tăng supati panna di guna sang yu tăng sang khang si ra sa na ma mi tăng cha sang khang i me hi sa ka re hi a pu cha ya mi. Dạ thưa con, đã đọc xong ba lần, xin mời cô tu nữ tự nhiên. Dạ xin mời. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con kính tri ân đại đức. Nam mô Bích Thà Giá, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng. Và bây giờ con xin đọc bài lễ bái. Tăng araha di guna sang yu tăng bu tăng si ra sa na ma mi tăng cha bu tăng i me hi sa ka re a phi bu cha ya mi tăng soa kha ta di guna sang yu tăng tham mang si ra sa na ma mi tăng cha tham mang i me hi sa ka re a phi bu cha ya mi tăng subhati panna di guna sang yu tăng sang khang si ra sa na ma mi tăng cha sang khang i me hi sa ka re a phi bu cha ya mi tăng araha di guna sang yu tăng bu tăng si ra sa na ma mi tăng cha bu tăng i me hi sa ka re a phi bu cha ya mi tăng soa kha ta di guna sang yu tăng tham mang si ra sa na ma mi tăng cha tham mang i me hi sa ka re a phi bu cha ya mi tăng subhiti panna di guna sang yu tăng sang khang si ra sa na ma mi tăng cha sang khang i me hi sa ka re a phi bu cha ya mi tăng araha di guna sang yu tăng bu tăng si ra sa na ma mi tăng cha bu tăng i me hi sa ka re a phi bu cha ya mi tăng soa kha ta di guna sang yu tăng tham mang si ra sa na ma mi tăng cha tham mang i me hi sa ka re a phi bu cha ya mi tăng subhiti panna di guna sang yu tăng sang khang si ra sa na ma mi tăng cha sang khang i me hi sa ka re a phi bu cha ya mi. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ bây giờ con kính thỉnh dạ kính thỉnh cô Như Pháp ạ. Dạ sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ thể duyên. Dạ dạ con xin phép cho viên thông. Dạ con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Như Pháp kính chào đạo tràng.
Dạ cảm ơn cô Hoa Nguyệt cho Như Pháp biết được tín hiệu, con xin được đọc câu ái ngày hôm nay. Tăng Araha đi qua na sang yut tăng buột thăng si ra sa nam ma mi tăng cha buột thăng i me hi sát ca re hi a phi bu cha cha mi tăng sát ca ta nu đi qua na sa. Dạ con xin đọc rồi. Sang khot ta tăng sót khả ta đưa qua năng sẵn dột tăng thầm măng sẽ ra xa nà mà mi tàn cha thầm măng y mê hi sát ca rê hi a phi bu cha gia mi tăng sơ ba ti bàn nà ni qua năng sẵn dột tăng sẵn khăn sẽ ra xa nà mà mi tàn cha sẵn khăn y mê hi sát ca rê hi a phi bu cha gia mi. Dạ con kính nhân mít đến vì ngài, dạ con tri ân đại đức tuệ chi bớt bài cho con. Kính thưa ngài chư tôn đức, cảm ơn của Như Pháp. Xin được hỏi còn có vị nào muốn đọc bài kinh ngày hôm nay hay không? Trước khi bước qua phần văn phạm của bài học ngày hôm nay, chúng tôi muốn kể quý vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện nó xảy ra hồi nhỏ, nhưng mà sau này chúng tôi đi học ở Văn Hạnh, học tiếng Phạn, thì chúng tôi nhớ là chúng tôi rất là buồn cười, tại chừng nó cũng hơi khơi hài một chút. Thưa quý vị, không biết vì lý do gì đó mà ngày xưa đó, ở trong cái bản kinh Nhật Hành tiếng Việt, nó thẳng ra là bản dịch của Hòa Thượng Hữu Tông đó, thầy ngày dịch là con sinh thành kính đảnh lễ Đức Phật, có đầy đủ các đức, đức A-la-hán, rồi con sinh đảnh lễ giáo pháp, pháp có đầy đủ các đức, nhất là đức Soa-kha-tô, con sinh đảnh thành kính đảnh lễ tăng, có đầy đủ các đức, nhất là đức Su-ba-thi-ba-no. Thì cái chữ mà chỉ nhất là đó, thì làm cho chúng tôi hơi thắc mắc. Hồi nhỏ mà mình vào chùa học, Đức Phật thì có nhiều đức, nhưng tại sao đọc là nhất là? Thì chúng tôi lúc đó đem hỏi vị sư, thì vị sư đó đó thì bị trả lời rất nhanh, rất gọn, nhưng cũng rất là sai. Vị sư nói là dĩ nhiên là phải gọi là nhất là, nếu không là nhất là thì sao để đầu được. Đức Phật có nhiều cái đức đó, thì ứng cúng đứng đầu. Pháp có nhiều đức, đứng đầu là Soa-kha-tô. Tăng có nhiều đức, đứng đầu là Su-ba-thi-ba-no, đứng đầu là phải nhất. Thì hồi nhỏ chúng tôi nghe sư đã giảng như vậy, mà giảng cái áp đảo, giảng cái dứt khoát, thì chúng tôi cũng chỉ nghe thôi. Dạ, dạ thôi chứ không dám cãi. Nhưng mà khi đi học lại thì nó mới tiếng cười là thật ra thì chúng ta dịch sai rồi giảng sai nữa. Thì bây giờ cái câu nguyên nghĩa đó là Đức Phật, để Đức Phật có các ân đức như là ứng cúng vân vân, rồi dạ, đảnh lễ pháp có nhiều đức như là đức Soa-kha-tô vân vân, đảnh lễ tăng có nhiều đức như là đức Su-ba-thi-ba-no vân vân, thì cái cách mà gọi là vân vân á là một trong những cách hành văn tiếng Phạn, nó không rườm rà, nhưng mà khi trong tiếng Việt của chúng ta mà khi hành văn như vậy nó có vấn đề lắm, nhất là khi mình lễ bái. Dạ, khi lễ bái thì nhưng mà mình dịch thêm chỉ nhất là, chỉ nhất là nó khác với vân vân. Thưa quý vị, chỉ nhất là có nghĩa là ở trong chính ân đức Phật thì ân đức đó là cao hơn hết, thì chúng ta không nên dịch là chỉ nhất là. Chúng tôi không biết là ở Việt Nam bây giờ có còn ai tùng cái đó không, chúng tôi đi xa Việt Nam 40 năm rồi, không biết là bây giờ
Việt Nam có còn tụng mà, nhất là Đức A-la-hán, nhất là Phật A Tăng. Nhưng mà ngày xưa chúng ta ở Việt Nam thì tụng nó rất là thường. Thì thưa quý vị, rồi bây giờ ngày hôm nay cũng may là Hòa Thượng Thầy Sư đi ngủ sớm, chúng tôi cũng rắc rối cái chuyện này. Mà không phải rắc rối tiếng Bali, rắc rối tiếng Việt. Đó là hôm nay chúng ta học về nhân sinh đại từ. Dạ, yeah, nhân sinh đại từ. Mà cái rối này không phải là trong tiếng Phạn, mà trong tiếng Việt của chúng ta thì nó phiền lắm. Ví dụ như là ở trong tiếng Anh có chữ I, chữ U. Ở trong tiếng Việt, trong tiếng Phạn có chữ chữ âm há, chữ tùm há. Thật ra mình tự nhẹ, tự xưng mình và mình gọi người khác cũng dễ lắm. Nhưng mà cái này là tiếng Việt Nam chúng ta rắc rối lắm nhiều. Mà nói với mình phải nói là tôi. Có khi là chúng tôi nữa, chúng tôi chỉ cho một mình nữa. Mình rồi chúng tôi rồi chúng tôi, rồi tôi, rồi tao, rồi ông vua, ông xưng là quả nhân. Đại khái là chúng ta có nhiều việc, nhiều cái chữ mà xưng tiếng Việt lắm. Chúng tôi ở bên Mỹ có cái chuyện rất là khó hài mà chúng tôi có kể cho Định Đức Từ Tri nghe hồi nãy, đó là ở bên Mỹ người ta thường dịch tiếng du với ai, dịch là mày với tao. Yeah. Và nói chuyện lâu ngày người ta không thấy chữ mày và tao nó có cái gì sai, mà chỉ là cái gì của mày tao được hết. Thí dụ có Phật tử nói rằng con mới vừa đi chùa, Tích Lan gặp sư cả, chị Tích Lan sư Nanda, sư hỏi là bữa nay mày đến thứ năm có đến dự trai tăng hay không. Thì chúng tôi biết là việc sư cả nó không dùng chữ mày bao giờ hết, nhưng mà đại khái là vì nó dùng chữ ai với du. Nhưng mà không biết tại sao người Việt Nam bây giờ ở bên Mỹ họ hay dịch chữ ai du là chỉ có mày với tao thôi, chắc dịch nó nghe danh nó gọn sao. Thì hôm nay chúng ta gặp rắc rối như vậy. Ở trong tiếng Bali không rắc rối, tiếng Bali là âm há, là nói là tôi, là tôi, là tao cũng được. Dạ. Rồi tôm há là anh hay là mày hay gì đó, cái gọi người đối diện. Nhưng mà thưa về chữ này là chúng ta là người Việt Nam đôi khi cũng lúng túng nữa chứ không phải dễ. Chúng tôi lấy ví dụ như là người miền Trung á, người miền Trung mà họ rất là dị ứng với chữ tôi. Dạ, khi mà xưng là tôi đó thì nghe nặng nề lắm á, nghe nghĩa là nổi giận mới gọi tôi. Còn bình thường họ nói là tôi, hay là hoặc giả là nói đằng ấy đằng này, hay là xưng tên. Dạ, quý vị tiếp xúc với các thầy và với thầy miền Trung bây giờ xưng chữ tôi hết. Còn miền Nam á, thì đôi khi xưng chữ tôi, thành ra mình nói riết mình nghe cũng ngại miệng. Dạ, nghe nói riết ngại miệng. Cũng giống như ở miền Trung á, cái chữ thầy chùa không có nặng, nhưng mà ở trong miền Nam á là chữ nặng. Thầy chùa là cái chữ mà gọi là biệt thị mới kêu thầy chùa. Ở bên miền Trung nói rằng trong cái đám tang đó mà gia đình họ tỉnh rất là đông, họ mời tới gần hơn 200 vị thầy chùa về, thì chữ thầy chùa ngoài Huế là nhẹ, nhưng thầy chùa trong miền Nam là nặng á. Bởi vì được dặn là đừng đi quá xa cái ngôn ngữ địa phương, là mình đi đâu mình cũng phải thích nghi với vùng đó, phải rất là cẩn thận với địa phương, mà không thể xài một thứ mà xài hoài được. Yeah. Thì bây giờ hôm nay chúng ta đụng tới hai chữ gọi là nhân sinh đại từ. Cái đại từ ở đây, chữ pronoun ở đây cứ dịch là đại danh từ. Yeah, đại danh từ hay là đại từ. Đúng là dịch là đại danh từ thì đều nhân sinh đại danh từ. Bây giờ chia thứ nhất là âm hát. Âm hát thì về tôi đó. Dạ, âm hát là tôi. Thì chủ cách số ít là a hăng là tôi, số nhiều là ma văn, âm hê là chúng tôi. Cái chữ này quý vị nên học là tại vì bài 31 và 32, hai bài cuối cùng này đó, là chúng ta nói về đại danh từ. Và những đại danh từ này quý vị sẽ tìm thấy rất nhiều trong kinh điển và trong những bài tụng. Dạ, ở trong những bài tụng. Thật ra quý vị cố gắng học cái này. Đối cách là măng, má măng. Đối cách số nhiều là âm hế, âm tha căn, nô. Sử dụng cách số ít là ma gia, mê. Sử dụng cách số nhiều là âm hê, hí, nô. Cái chữ mê này đó, nó tìm thấy ở trong sử dụng cách, ở trong chỉ đường cách và sở thuộc cách đó, tương đối rất là phổ thông. Mà không may đó là nó, cái cách viết nó rất trùng với chữ anh, chữ me, you and me, me. Thì
Thì ở trong tiếng Anh chúng ta biết rằng khi nhân sinh đại từ, trong cái chủng từ chúng ta là I, và trong cái túc từ chúng ta gọi là me. Thì cái chữ me với chữ me biết giống nhau. Thành ra đôi lúc đó, đôi lúc người nào quen tiếng Anh rồi mà học tiếng Phạn cũng phải hơi hơi định thần một chút mới chúng ta mới thấy rõ chữ này. Số siêu cách số ít là maya, số nhiều là âm hế, chỉ định cách số ít là mama, mê hăng, mắt măng, mê, chỉ định cách số nhiều là âm hăng, âm hăng căng, nô, sở thuộc cách là mama, sở ra số nhiều là mê hăng, xin lỗi, số ít là mama, số ít là mê hăng, số ít là mắt măng, số ít là mê, sở thuộc cách số nhiều là âm hăng, âm ha căng, nô. Cái chữ nô này đó, giờ quý vị nào mà nghe Hòa Thượng Từ Siêu, Hòa Thượng Từ Siêu có khi Hòa Thượng đem cái bài kinh hồi hướng á, y đăng vô giá, y đăng hô tú sức khi ta, hô tu nhà ta vô, chữ vô đó là khi nào chữ tăng tụng cho quý Phật tử. Dạ, là quyến thuộc của các vị, quý các vị. Còn khi mà chúng ta hồi hướng phước cho thân nhân của mình không đọc là vô, mình đọc là nô, y đăng nô nhá, chứ không phải y đăng vô nhá. Dạ quý vị, nhớ y đăng nô nha tí đăng, nô là của tôi. Dạ, y đăng nô nha tí đăng, tức là nô nha tí đăng là quyến thuộc của tôi. Dạ, nô, quý vị nhớ là khi mà hồi hướng, mình hồi hướng cho người ta đó, và chỉ tăng tụng cho ta, hay là cái lời kinh mà Đức Phật nói nguyên văn á, là y đăng vô giá, là do Đức Phật tố chúc mình, thì ngài hồi hướng thân nhân là y đăng vô. Bởi vì những cái chữ này, những điểm này đó, nó tùy theo cách biểu đạt của văn hóa. Chúng tôi thì thường trong bản dịch chúng tôi không có dịch sát mấy cái chữ này, chỉ là nguyện quyến thuộc an vui do cái phước lực đã tạo về thôi, chứ không có nói là của anh của tôi gì. Nhưng mà trong chánh văn thì có chữ vô, chữ nô. Dạ, mấy chữ này thì nó hơi sắc lắm chút. Định sơ cách là mấy dí. Số nhiều là âm hê súc. Dạ. Ở đây dĩ nhiên là nhân sinh đại từ, thành ra nó không có khổ cách. Biến cách của nhân sinh đại từ của thứ hai là tung há. À, chữ này chữ rắc rối. Chữ này là để Đức Thầy Tri gọi điện thoại cho chúng tôi nói là sao dịch chữ này trong tiếng Việt. Chứ thầy chú dịch là chúng ta chỉ có thể dịch đó là nhân sinh đại từ ngôi thứ hai thôi. Thí dụ chúng ta nói chuyện với người đó là anh, là chị, là bạn, đằng ấy rồi mình muốn dịch sao dịch chứ cái này tương đối hơi khó. Dạ, hơi khó trong tiếng Việt, quý vị nhớ như vậy. Chủ cách là toán, số nhiều số ít là toán tu hắn, chờ chút xíu. Số nhiều là tôm hế, đối số ít là tăng, toán, tu quân, tá quân hay là tu quân. Dạ, tăng, tá quân, tu quân. Đối cách số nhiều là tum hế, tum ha căng, vô. Sử dụng cách số ít là toa giá, toa giá, toa giá, ta giá, hê. Sử dụng cách số nhiều là tum hế, hí, vô. Sử dụng cách số ít là toa giá, tại gia. Sử dụng ở xuất xứ cách số nhiều là tùm hế hí vô, chỉ định cách số ít là tá quá, tá quá. Tá quá này cũng hiện nay rất là tên của cái hiệu giày tương đối rất là nổi tiếng về giày thể thao, thì có vẻ bị cái tá quá. Chỉ định cách số ít tuy hăng, số ít là tê. Cái chữ T này là thường thường đi với ở trong kinh tụng. Ở trong kinh tụng mà mình tụng cho mình á, mình hay dùng chữ mê, thâu anh tu mê, và tụng cho người khác thì thâu bà anh tu T. Quý vị nhớ về chữ T. T ở đây chỉ định cách số ít cho vị đó. Dạ, cho vị đó. Cho người vị đó hay là cho mình.
Cái này quý vị để ý trong 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 trong, trong kinh tụng thì thường lắm. Dạ, mình phải biết mình tụng trong trường hợp nào. Thí dụ như cũng câu Natthi me saranang anyang buddho me saranang warang ete na sacchavacce na ho tu me chayamangalang he tu me chayamangalang, tức là mình cho mình cầu xin sự an lạc các đường phát sanh đến mình. Nhưng mà khi mình tụng cầu an cho người khác thì tụng là ho tu te chayamangalang. Dạ, chúng tôi vừa hướng dẫn văn phạm mà chúng tôi phải nhắc cái này để quý vị để ý. Ở trên thì có chữ no với chữ vô. Dạ, no là hồi hướng như thân nhân của mình, vô là hồi hướng thân nhân của người khác, và tức người 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 đối diện với mình. Còn cái mình tụng kinh mình cầu cho mình thì mê, cầu cho cái người đối diện cho mình là tê. Dạ, nên nhớ như vậy. Chỉ đừng cách số nhiều là tum hăng, tum ha căng vô. Sở thuộc cách số ít là ta vá. Tuy hăng, tê. Sở thuộc cách số nhiều là tum hăng, tum ha căng vô. Định sở cách là toa giết, ta giết. Tum hê hí. Là số, tum hê hí là định sở cách số nhiều. Số ít là toa giết, ta giết là chỉ đừng định sở cách số ít. À, có một số chữ mà quý Phật tử phải đọc lâu, bây giờ nói thì nghe hơi khó nhớ chút, là có những chữ mà xài tương đối phổ thông sẽ nói nhiều. Ví dụ như là chỉ đừng cách là âm hăng hay là âm ha căng hay là nô, thì cái chữ âm ha căng là xài nhiều hơn, nô xài nhiều hơn, âm hăng thì cũng có nhưng mà ít thôi. Dạ, hay là cái của tôi của anh, cái chữ nô chữ bô xài nhiều hơn là những cái chữ chữ như là ta bác, chữ tuy hăng cũng xài nhiều. Cái này thì mình phải đọc kinh nhiều mình mới thấy, chứ còn bình thường thì mình cứ liệt kê hết thôi. Dạ, cứ liệt kê hết ở đây chứ không có không thể nào nói hết. Dạ rồi. Bây giờ thì dạ xin lỗi cô Như Pháp đó, là cô nên để lại là nô có chữ về bằng khi hồi hướng, thêm chữ khi hồi hướng thân nhân của mình. Chữ nô không nghĩa là của tôi. Dạ, nô là của tôi. Dạ, nô là của tôi. Một đơn mà khi hồi hướng cho thân nhân của mình. Dạ. Chữ vô là mình hồi hướng cho cái người thí chủ, người đang cầu nguyện đó, thì đang vô. Dạ. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho một cuộc thảo luận trước khi đi vào trong bài tập hôm nay. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Chắc thượng tọa Pháp Tân không có mặt ở trước máy. Xin hỏi sư Minh Thông, sư Minh Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Sư Minh Thông là một vị tu sĩ đó. Sư có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm mà khi tụng kinh tiếng Phạn. Tụng kinh tiếng Phạn có nhiều người họ quan niệm rằng kinh tiếng Phạn là khó tụng. Nhưng mà cũng có nhiều người quan niệm rằng mình cũng nghe bài kinh cũng ý nghĩa như vậy, nhưng mà trong kinh tiếng Việt thì cho chúng ta một sự cảm giác khác, và trong tiếng Phạn cảm giác khác. Thành ra tụng tiếng Việt và tụng hiểu là hiểu, nhưng mà chúng ta vẫn cần đến tụng tiếng Phạn. Thì sư Nguyên Thông, bản thân của sư là một vị tu sĩ, sư có cái kinh nghiệm nào về việc này, là cái tụng kinh tiếng Phạn có cho chúng ta một cảm giác khác hơn là tiếng Việt không? Thỉnh sư Nguyên Thông.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư, con thì một là một tu sĩ tầm thường hay là bình thường. Và khi mà tụng kinh thì trong kinh sách đó thì con thường thường con tụng kinh tiếng Pali. Và khi mà tụng kinh tiếng Pali thì con tụng rất là nhiều lần. Mỗi lần con tụng kinh thường ít nhất là 45 phút, trung bình thì 1 giờ 15 phút. Thì khi tụng kinh đó, thường thường thì con cũng khi mà tụng kinh bằng tiếng Pali thì trong cái sách kinh mà của chùa đó thưa sư phụ thì nó một bên tiếng Pali, một bên tiếng Việt. Hay là một trang bên trái là tiếng Pali và trang bên phải là tiếng Việt. Khi mình nhìn vào đó thì khi mà mình tụng mình thấy mình không hiểu cái câu tiếng Pali là cái gì đó thì mình liếc qua mình bên tiếng Việt. Nếu mình làm nhiều lần như vậy, kính thưa sư phụ, thì hầu như là mỗi lần mình tụng kinh thì mình biết là mình tụng kinh là cái gì. Vì vậy cho nên cái chuyện mà thường xuyên thì nếu mà người hành giả nào mỗi ngày mà tụng được 2 lần, cái 2 lần đây là có nghĩa là khi mà mình mỗi sáng mình thức dậy thì công việc đầu tiên mình là tụng kinh. Mình đánh răng, rửa mặt xong rồi mình tụng kinh. Rồi khi mà lúc chiều trước khi ngủ đó thì mình cũng tụng kinh. Thì hai cái thời đó là hai thời mà bình thường là con nhớ, là không có bao giờ mà quên mất. Còn thỉnh thoảng thì có những cái chuyện gì là mình nhớ sực đến giáo pháp thì mình lập kinh ra mình tụng. Thì cái chuyện đó thì nó không có thường xuyên, nhưng mà một ngày 2 lần thì thường xuyên. Thì nếu mà thưa sư phụ, mình có một cái chương trình như vậy, mình stick vào đó, mình dính vào đó, mình làm điều đó thì cái sự tụng kinh mình nó trở thành cái thói quen. Và khi thói quen thì nó như là cái món ăn. Tới ngày tới giờ tới lúc đó thì mình biết cái công việc mình phải tụng kinh. Ví dụ như mỗi sáng con thức dậy là chuyện thức dậy là phải đi xuống rửa mặt rồi tụng kinh. Cái chuyện đó là nó như vậy. Còn trước khi đi ngủ thì cũng phải là tụng kinh. Thì mình nếu mà luyện tập như vậy thì con chỉ được 2 cái đó là sớm mới sáng và chiều tối là 2 lần con tụng kinh. Dùng tụng kinh thì trong kinh á, thì có sắp xếp, không phải là một bài như vậy, nhưng mà mỗi cái bài như vậy thì nó có thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nó không phải để như vậy, nhưng mà nó cung lắp lại. Ban đầu là ví dụ thỉnh chư thiên, rồi pháp bảo, tăng bảo, rồi Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Rồi đến đó là cái kinh hạnh phúc, rồi xăm kinh từ bi, rồi kế đó là kinh Ratana Sutta, rồi sau đó là kinh Phật lực. Rồi tùy ra cái thời gian của mình thì mình cũng thay đổi, có thể đọc thêm những cái bài kinh. Thường 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 là nó như vậy, chứ không phải là ngày nào cũng đọc một cái bài kinh lễ chư thiên, rồi Phật, rồi pháp tăng, rồi kinh hạnh phúc kinh, rồi từ bi kinh, rồi kinh tam bảo. Không phải ngày nào cũng vậy, nhưng mà tất cả những cái kinh hạnh phúc kinh, từ bi kinh, tam bảo ngày nào cũng có, và cả làm thêm có những cái ngày khác là mình có thêm những cái bài kinh Phật lực vân vân. Đó là con là như vậy, nhưng mà không phải là như vậy là tốt nhất hay nhất, thì có tùy thuộc cái thói quen của mỗi hành giả, mỗi Phật tử nó tụng kinh khác nhau và tùy theo cái sở thích của mình. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà kinh nghiệm con xin trình bày như vậy. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm và để cho con được học thêm những điều lợi ích từ trí tuệ của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thủ kinh trình sư người thông. Thưa thì lẽ ra thì chúng tôi đã đi qua phần này, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi muốn nói thêm một điều về cái câu kinh mà hôm nay chúng tôi hướng dẫn quý Phật tử. Thứ nhất là trong cái chúng ta thấy mỗi 3 câu đảnh lễ và cúng dường tam bảo đó, nó đều có chữ tăng ở đầu hết. Ở sau thỉnh thoảng có chữ tăng chát. Chữ tăng chát thì chữ tăng và chữ chát nhập lại. Chữ chát là và, chữ tăng. Tăng là ấy, là đó. Giờ
Phật ấy, Phật đó, pháp đó ấy, pháp đó. Nhưng mà chúng tôi thì nghĩ rằng cái cách mà viết ở đây nó nằm ở trong một cái ngữ cảnh tương đối rất là đặc biệt, phản ngữ, và chúng tôi thấy không cần thiết để chúng ta nói, dạ, để chúng ta nói. Nhưng mà cái câu này là quý Phật tử nên học thuộc lòng rồi, tại vì đây là câu mà chúng tôi thường hướng dẫn quý Phật tử đi đi hành hương hay đi đâu đó mà tụng đọc, dạ, tụng đọc thì quý vị nên biết mỗi lần mình cúng cái gì như cúng y hay cúng bông hoa đến Đức Phật vân vân thì chúng ta đọc câu này. Câu này đó thưa quý vị, chúng tôi đổi lên một chút là chúng ta sửa lại cái câu này, và chúng tôi giải thích tại sao chúng ta sửa. Dạ. Cái chữ đầu tiên chúng ta nói là ime hi sakka re hi, là những cái lễ phẩm này và những phẩm vật này. Rồi bút thăng apibu chaya mi, chữ pu chát là cúng dường, pu chát chí là cúng dường, pu cha chát chí là cúng dường. Nhưng mà apibu chaya mi, chữ api chỉ cho cái sự tôn kính, đúng chữ api là tối thẳng, apibu chaya mi. Mà nếu mà mình đi đông, thí dụ đi sông, mình không được Apipu Chaya Mí, mà mình đụng là Apipu Chaya Má. Chaya Má là chúng con, chúng tôi là số đông á. Thí dụ như mình mang một đại y lên cúng lên Đức Phật, thì mình nói là Bút Thăng Apipu Chaya Má. Chứ thì mình đi một mình thì Apipu Chaya Mí. Và cái câu mà Bút Thăng Ime Hi Sakka Re Hi Apipu Chaya Mí thì cũng được, ở trong tiếng Bali mình sắp cũng được. Nhưng mà đây là cái cách mà chúng tôi nói là khi mà mình bưng một cái đĩa lễ phẩm lên, dạ, mình bưng bên đĩa lễ phẩm, bên đĩa lễ phẩm còn ở trong tay của mình thì mình dùng chữ y măng hay là y mê là này là y măng, dạ, chứ chúng ta không dùng chữ y đăng, dùng chữ y măng là này, dạ. Mà ở đây số nhiều lễ phẩm là ime, rồi sakara là lễ phẩm hay là cúng phẩm hay là phẩm vật, thì ime hi sakare là những cái lễ phẩm này. Bút thăng apibu chaya mi là con xin cung kính cúng dường Phật. Thật ra apibu chaya mi có thể là cúng dường một cái tối thắng, nhưng mà chúng ta nên hiểu là con xin cung kính cúng dường Phật. Câu này rất là tiện để áp dụng nhiều trường hợp. Thật ra thì ở Tích Lan đó, người ta có cúng dường thức ăn lên Đức Phật nha. Người Tích Lan họ có một cái mâm lễ phẩm, và một cái mâm lễ phẩm rất đẹp. Ở trên đó họ để thức ăn, họ ăn trong nhà đó. Thì mỗi ngày họ ăn đó, thì họ múc riêng một cái mâm lễ phẩm như vậy, rồi họ trùm trên đó một tấm vải trắng, mang lên trên nhà Phật. Và họ dịch là Iman Vindapattan Uthang Apipu Chaya Mí. Hay là nếu cả gia đình tập hợp lại nói là Iman Bindava Tăng Bút Thăng Apipu Chaya Má. Thì quý vị đừng hỏi là tại sao người Tích Lan theo vị giáo Nam Tông được cúng dường thực phẩm đến Đức Phật. Không phải vậy. Thật ra thì dù là cúng trái cây hay cúng đồ ăn giống như vậy thôi, nhưng mà người Tích Lan đó họ có quan niệm rằng tuy rằng Đức Phật Niết Bàn rồi, nhưng mà mỗi ngày đó cái tâm họ vẫn nghĩ rằng Đức Phật vẫn đi khất thực, cũng như Phật thực, và họ cúng dường, cho dù họ biết rằng chỉ cúng dường đó cái tượng trưng, nhưng mà nó cũng là một cái cúng dường Phật. Thì quý vị đến nhà Tích Lan, quý vị thấy rằng ở trong nhà họ có một cái đĩa, một cái mâm rất là đẹp, và ở trong nó có nhiều cái đĩa nhỏ. Thì mỗi lần họ nấu ăn cái gì, họ để một chút thức ăn trong đó, và họ lấy tấm vải trắng phủ lên, họ mang lên bà Phật họ cúng. Nó giống như là ở Việt Nam chúng ta mà có người thân mất trong nhà, mà mỗi ngày sau đó chúng ta lên ăn cơm, chúng ta hãy dọn thêm một cái đĩa, một cái chén, một cái đôi đũa, rồi mời ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, cha hay mẹ, những người mất hay về ăn. Chúng tôi không biết là có vị nào biết cái phong tục đó hay không, nhưng mà chúng tôi hồi còn nhỏ đó, khi thân phụ chúng tôi mất thì có như vậy. Thì người Tích Lan á, không có người Tích Lan nào mà họ nghĩ rằng họ cúng như vậy là Đức Phật ăn hết, không có. Đức Phật thọ dụng, không có. Họ hiểu Đức Phật không thọ dụng, nhưng mà họ vẫn cúng. Thì
mỗi ngày thay vì mình ăn không mà mình có cúng Phật á, cúng xong rồi cũng mình mang xuống ăn thôi, nhưng mà cái cúng nó tạo thành cái thường nghiệp, và thường nghiệp cúng Phật mỗi ngày, và nó cũng rất là thiện tâm. Thật ra ở trong các xứ Phật giáo duy chỉ có cái xứ gọi là xứ Tích Lan á, thì họ có một cái mâm đồ cúng trong nhà, luôn luôn cúng Phật hay có thức ăn, và mình có nhiều cái lễ phẩm cúng dường Phật lắm. Dạ, như là cúng dường y thì có nhiều khi định là y măng ca sa văn, hay là chúng ta cúng dường bông hoa y măng bóc thân vân vân. Nhưng mà nói chung thì cái mình, quý vị nhớ nhiều nó mệt lắm. Quý vị nhớ câu là ibe hisaka rehi là những lễ phẩm này. Dạ, những lễ phẩm này ibe hisaka rehi buthang afibu chaya mi buthang afibu chaya mi. Mà quý vị biết là ngay cả Tỳ Kheo Đề Bà Đạt Đa đó, khi bị đất rút sanh tâm hối hận thì cũng là ibanga văn buthang afibu chaya mi, là cúng dường cái phần xương thịt lợi cho Đức Phật. Dạ, cái tâm lành ở dịp phút cuối cũng còn hướng, cũng còn hối hận mà nói như vậy. Thành ra chúng ta trong đời này có nhiều thứ đi cúng Phật lắm. Chúng tôi cũng có gặp một người, vài cái người thợ phu là mỏ người Miến Điện, khi mà chúng tôi gặp ở Kanchanaburi, khi mình đi đầu đà trong rừng gặp họ. Họ là những di dân bất hợp pháp qua, họ làm việc trong hầm mỏ, gọi là làm với lương rất thấp. Và quý vị, chúng tôi học ở họ được một điều, đó là mỗi ngày như vậy họ múc cơm trong cái đĩa nhỏ và họ mang lên tượng Phật, thì họ nói rằng imang vinapatang buthang abhipu chaya mi, con xin cúng dường lên Đức Phật. Ban đầu thì chúng tôi thấy hơi kỳ, tại người Việt Nam chúng ta thì cúng hương đăng hoa quả thôi, chứ không có cúng đồ ăn lên Đức Phật. Tại sao mấy người đồ ăn họ ăn mà họ cúng Đức Phật? Nhưng mà sau đó chúng tôi nghiệm lại thấy cái đó cũng hay. Dạ, mình đâu cần phải chờ có hương đăng hoa quả mới cúng, hay mình có gì mình cúng miễn là thành kính, cái tác ý thành kính chúng ta diễn là tốt lắm. Thật ra thì chúng tôi thấy cái đó là cái mà mình phải thực hành trong đời sống mình hàng ngày, có cái gì đó mình cúng dường Đức Phật là ime hisaka rehi buthang apipu chaya mi. Điều đó là điều rất là đáng quý thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi có một cái điểm khác muốn nhắc quý Phật tử, là khi mà mình cầu nguyện cho người khác, mình cầu nguyện hết dùng chữ T thì dùng chữ mê. Mê là chỉ định cách số, là nhân sinh định chỉ cho số ít, chỉ cho tôi. T là chỉ định cách số ít, chỉ cho anh, cho bạn. Chúng ta nên đọc như vậy. Thì ở đây có một lần chúng tôi nghe ngài Anandamayi đó, ngài có giải chú thích ở trong một bài pháp đó. Ngài nói rằng khi mà mình tụng kinh cầu an hay cầu siêu đó, thì ở trong đó nó hàm ý nghĩa là mình sống phục vụ, sống vì lòng tha, nghĩ người khác. Đó là cái rất hồi hướng phước là có phước rồi, mà mình tụng kinh với tâm mong mỏi là cho người khác được an lạc, cái đó cũng là cái tâm phục vụ, và cái tâm phục vụ, tâm lành. Thành ra khi mình tụng kinh đừng có tụng, mình đừng tụng cho có, tụng kinh đừng tụng cho có, mà mình nên cố gắng để mình có cái chủ tâm tụng cho người khác, cái đó lợi lạc, cái đó là tốt lắm, chứ không phải là không lợi ích đâu. Rồi khi bản thân của chúng ta đó trong cuộc sống hàng ngày, thì thứ gì khi mà quý vị học Phật pháp đó, nhất là trong lớp Phật pháp của Gautama này, quý vị nghe chư tăng, đặc biệt là Hòa Thượng Thời Siêu, thì phân tích những cái câu tiếng Phạn, thì nhiều khi quý vị thấy rằng nó hơi quá nhiều cho cái sự tu học đọc hàng ngày của chúng ta. Khi tu học chúng ta không cần đến những cái chuyện như vậy. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng có phần chia sẻ với quý vị đó, tại là chúng tôi không có đầu sâu, nhưng mà rất là tốt, rất là quý, để thỉnh thoảng chúng ta học kỹ để chúng ta biết. Nhưng mà trong cuộc sống tu tập, một vị tu sĩ hay vị cư sĩ đó, cái chuyện mà
lễ lại bái sám là việc rất là tốt. Dạ, yeah, rất tốt cho đời sống. Khi mà đời sống mình có cái gì thiêng liêng, có gì thường nghĩ đấy, thì cái tâm của chúng ta nó được mềm mại hơn, tâm của chúng ta khiêm tốn hơn, tâm của chúng ta ít có cao ngạo hơn. Chúng tôi đi về các dù là ở Đài Loan hay là ở Nhật Bản hay là ở Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, thì một điều mà tôi thường thấy đó, cái này nó không phải là không phải là thành kiến hay định kiến, nhưng mà chúng tôi thấy những người Phật tử nào thường lễ bái cúng dường đến Tam Bảo, nhất là thường tụng kinh, thì tâm tư của người đó nó vui nhuyễn, nó gần Phật pháp hơn. Còn những người nào không Phật pháp mà chỉ lý sự thôi đó, thiếu lòng cung kính đó. Không phải chúng tôi chê, chúng tôi không chê, học thì rất là tốt, nhưng mà khi mà chúng ta nặng về lý tính nhiều quá đó, mà không có cái gì thiêng liêng, không có gì cảm xúc trong đời sống đó, thì cái đạo tâm của chúng ta nó khác, đạo tâm của chúng ta rất là khác. Nên trong chúng tôi không bao giờ quên được những cái hình ảnh của những cái xóm làng, những dòng sông, những con đường mà chúng tôi đi qua trong cuộc đời, gặp những người Phật tử rất là đạo tâm, rất đạo tâm. Và cái đạo tâm của họ đó làm cho cá nhân chúng tôi cũng phải xúc động, làm chúng tôi xúc động. Sự xúc động rất là khó diễn tả. Thí dụ như ở trong lớp học này có sư Nguyên Thông. Sư Nguyên Thông đã từng cùng với chúng tôi đi sang Thái Lan, Ấn Độ và vân thị. Khi mà mình đi gặp những người Phật tử đó, họ đang buôn bán và họ cũng nghèo. Họ gặp mình nhà sư, họ biết mình là ai. Nhưng mà cái sự phát tâm cúng dường của họ đó, nó làm chúng ta xúc động. Nó làm cho một vị sư cũng phải nghĩ rằng mình phải tu tập thế nào để xứng đáng cái tấm lòng của họ. Và bản thân của cho dù là học ở ngày tinh sự, học ở sư trưởng, những gì là học các vị thầy điều gì, nhưng mà chúng tôi không bao giờ quên được hình ảnh của các ngài là khi quỳ xuống lại Phật, lại một cách rất là thành kính. Chưa bao giờ mà chúng tôi thấy những vị mà có học hiểu Phật pháp mà trong cái việc mà lễ bái mà có vẻ là làm dối, làm cho có hết. Tại vì nó là những điều thiêng liêng, những điều rất là quan trọng trong đời sống của mỗi chúng ta, thì chúng ta rất nên tuần này và tuần tới là hai ngày sau cùng mà chúng ta kết thúc cái giáo trình Phạn ngữ. Chúng tôi sẽ không có dành thời giờ để làm bài tập, bởi vì chúng tôi nhận ra rằng quý Phật bị mệt để theo những bài tập rồi. Chúng tôi chỉ để bài tập cho quý vị, nếu quý vị nào muốn quý vị làm. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi đặc biệt rất muốn nhắc quý Phật tử là cho dù mình có học Phật pháp thế nào đi nữa, thì có một số câu mình nên dặn túi. Giống như mình ra đường có tiền để dặn túi, để dặn túi vậy đó. Thì những câu kinh này đó được chúng ta sử dụng trong nhiều trường hợp, mà những trường hợp đó đó, nếu mình dùng đúng thì sẽ tăng trưởng niềm tin của mình và tăng trưởng đạo tâm của người chúng mình. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi đi sang bên Ấn Độ về cái nơi gọi là Sân Kassar, nơi mà Đức Thế Tôn sau khi ngài thuyết pháp tặng Abhidhamm, tặng thắng pháp ở trên cung trời đợi ngài xuống đó. Thì thưa quý vị, gặp một số chư tăng người Lào, và lúc đó thì quý Phật tử đi giữa đường cái vùng đất chùa chiền, thấy có chư tăng đi cũng mười mấy vị, cho nên chúng tôi có nói với quý Phật tử là những vị sư này từ ở những quốc gia khác đến đây,
cũng vì Đức Phật mà đến đây đường thì quý Phật tử nhân buổi trưa sắp đến đem thực phẩm đến cúng dường cho chư tăng đó đi. Dạ. Thì thưa quý vị, quý Phật tử hoan hỷ. Và khi đem đến thì chúng tôi có nói với vị sư đó là để cho quý Phật tử cúng dường. Thì các vị ngồi là cách rất là trang nghiêm. Nhưng mà khi mà có một Phật tử bên Pháp họ đi theo, họ tụng một cái bài tắc bạch bằng tiếng Pali, tắc bạch cúng dường, và tất cả quý Phật tử đều lễ bái bằng câu Nam Mô Tát Sa, thì chư tăng rất là hoan hỷ. Chư tăng hoan hỷ lắm. Chư tăng nói rằng nghe các vị nói chuyện ở xa biết là các vị người Việt Nam, nhưng mà nghe các vị tụng Pali thì trong lòng rất là xúc động. Thì chúng tôi thưa quý Phật tử như vậy là đối với chúng ta đó là người con Phật, và đặc biệt là nếu quý vị nào mà vào học trong Phật Pháp đã lâu thì quý vị nên có học một số các câu kinh, thí dụ như là bài Nam Mô Tát Sa, bài lễ, bài ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, vài cái câu nghi thức, nghi thức về đại tâm từ Sape Sata Sukita Hồn Tụ, nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc. Hay là chúng ta hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc, y đăng nô nha thi năng hô chúng sức ta hôn tu nhà ta vô nên thuộc. Hay là cái câu hôm nay, câu mà thật ra thì chúng tôi lấy trọn câu này bởi vì câu này chưa đăng quen tụng, nhưng mà cái câu mà chúng tôi rất là muốn quý vị học đó là cái câu mà y mê hi sakare hi bút thăng apipu chaya mi, hay là bút thăng apipu chaya má. Câu không có dài, rất là dễ học. Nhưng mỗi lần chúng ta nâng một cái đĩa lễ phẩm lên, dù đó là hoa, dù đó là quả, dù đó là hương đăng, hay là dù đó là thực phẩm, hay dù đó là y, mình cầm mình nguyện như vậy, nhận rằng chúng ta là con của Đức Phật, trở về trong ngôi nhà của Đức Phật, và Đức Phật ở đó Ngài chứng minh cho cái lòng thành của chúng ta, thì như vậy thực sự rất là lợi lạc lắm. Đến lời là mình đừng bao giờ mình nghĩ mình tu chứ bằng lý trí không đâu. Chúng tôi có thường nghe người ta hay có những cái lời nói là chỉ có mấy bà già trầu mới nặng về đức tin, còn mình là tu Phật là đạo, Phật là đạo của trí tuệ. Chúng ta nói như vậy thì cái nói đó nó một chiều, nó quả đoán lắm. Tại vì chúng ta tu thì cần cả tính tấn niềm định tuệ nữa. Chứ đâu có ai, đâu có Phật nào mà dạy rằng mình chỉ tu chỉ cần trí tuệ mà không cần đức tin đâu. Dạ. Và chính cái chuyện mà lễ lọc bái tám đó mà tốt cho cái niềm tin của chúng ta, lại Phật thường xuyên hay là cúng dường Phật thường xuyên đều tốt. Khi mà chúng tôi gặp sư Nguyên Thông ở chùa đó, có một điều chúng tôi rất thương sư Nguyên Thông, đó là sư Nguyên Thông rất thường chịu tụng kinh rất là chí thành, tụng kinh rất dài, tụng kinh một mình, sớm nắng nhiều mưa cũng ráng tụng kinh. Và chúng tôi thật sự thưa quý vị rằng khi mà một cái người đi tu á, không phải là chuyện học kinh điển nhiều là tốt rồi, học kinh điển nhiều cũng là tốt rồi, nhưng mà cái đức tin của chúng ta rất là cần lắm. Mình tu không có đức tin thì nó không khó, nó không có đi về đâu hết đâu. Và con người mình á, mình tu không khéo mình trở nên ngã mạn. Mỗi một lần mình quỳ xuống mình lại ba lại đó. Người Việt Nam mình đôi khi mình tự cái lại lắm, mình ngại cái lại lắm. Nhưng thật sự cái lại nó làm cho mình giảm đi cái ngã mạn của mình. Ở trong đời này mà có những đối đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng lễ bái đó, thì tại sao mình không lễ bái, không cúng dường? Rồi khi mình quỳ xuống mình lại Phật, lại ba lại, hay là lại một vị cao hạ hơn, giả là đảnh lễ cái gì đó, thì điều đó rất là tốt. Nhưng mà cái việc mà xưng tán ơn Đức Phật, xưng tán ơn Đức Pháp, xưng tán Đức Tăng, cái chuyện lễ bái đó làm cho trái tim của chúng ta nó mềm mại hơn, nó làm cho tâm tư chúng ta nhu nhuyễn hơn, làm cho cuộc sống của chúng ta có những thứ thiêng liêng hơn. Vì vậy thứ gì chúng tôi có một vài lần đi vài nơi mà chúng tôi nói rồi quý Phật tử nghe rồi quý vị cũng buồn, nhưng mà rồi sau đó thì quý vị cũng có phần thay đổi. Có khi chúng tôi đến một ngôi chùa ở vùng Trung Mỹ, ngôi chùa mới, mà chúng tôi đến chúng tôi thấy quý vị thờ Phật một cách rất là dối, và đem cái tượng ở đâu đó về, một cái tượng đó rất là không được trang nghiêm lắm, tượng cho có thôi, rồi lấy cái bàn
lấy tấm vải vàng trải lên rồi để cái lư hương chân đèn, mà lư hương chân đèn mình mua ở ngoài chợ về được như trang nghiêm. Rồi bên cạnh đó thì các vị làm một cái sân khấu cho cái buổi văn nghệ, thì sân khấu các vị làm rất là công phu. Dạ, công phu. Thật ra thì mỗi một cái nơi chúng tôi làm đó, nhưng mà nó có khổ như vậy là người Phật tử Việt Nam mình nó có nhiều Phật tử. Một là đi chùa thấy ai làm việc được thì mình cứ mời giữ chức vụ cao, mà có nhiều người có chức vụ hội trưởng hay tổng thư ký lại không có nhiều đạo tâm. Dạ, không có nhiều đạo tâm. Và thứ hai là trong việc thờ phượng của chúng ta đó, đôi khi cái sự dễ dãi nó cũng là điều tốt ở điểm là chúng ta không có cố chấp, nhưng mà đôi khi chúng ta quá dễ dãi thì không có giá trị. Thì mấy người ở cái xứ Phật giáo, ở trong làng mới biết một cái làng đó, mà cái chỗ mà cao đẹp nhất đó là chùa, nhà cửa không bằng. Còn Việt Nam mình đôi khi cái chùa thì cất lụp sụp chứ cái nhà thì phải làm cho đẹp. Và ở trong chùa thì cái chỗ mà đẹp nhất mà các Phật giáo đó là chỗ thờ Phật. Đã thờ Phật mà Đức Phật ngồi đó, cái gì tốt nhất quý nhất chúng ta đem lên trên đó. Thành ra cái thái độ thờ phượng, cái tinh thần thờ phượng, cái chuyện lễ lộc cúng bái rất cần cho đời sống của mình. Người ta nói là giấy rách phải giữ lấy lề. Mình sanh sao để muộn, thời Đức Phật này đã viên tịch 25 thế kỷ rồi. Thì cái còn lại trong lòng chúng ta là gì? Đó là lòng tưởng nhớ Phật, thờ kính Phật. Chứ nếu mà chúng ta để làm cho có thì không phải là thờ phượng Phật đâu. Chúng tôi đến nhà nào mà quý Phật tử mà thờ Phật rất là trang nghiêm, có để tâm làm, thực sự chúng tôi rất quý những người đó. Chúng tôi rất hoan nghĩ. Chúng tôi biết còn có những người Phật tử là tự tay đóng bàn thờ, rồi tìm cách trang trí làm sao cho bàn thờ đẹp. Đó là phần thiên nhiên của đời sống mình. Tại sao mình không có, mình không có dành vào trong đó? Làm sao mình không có trang trọng đời sống của chúng ta đó? Mình không trang trọng những cái niềm tin, trang trọng cái tín ngưỡng của mình, trang trọng giá trị của mình. Thì thật ra chúng ta đã làm rất nhiều cái giá trị thực sự của mình. Cái gì mà mình thờ kính, cái gì mà mình tín ngưỡng, thì điều đó phải được tôn vinh trong sự tôn nghiêm, ở trong sự nghiêm túc. Chúng tôi không thấy ai mà thờ Phật mà thờ một cách dễ dãi, thờ cho có, mà người ta tin tín. Bởi vì khi mà chúng ta đi về các quốc gia Phật giáo đó, thì thưa quý vị, chúng ta thường thấy là những cái nơi mà những cái đồi rất là đẹp, những nơi rất là đắc thế, thì người ta không có khách sạn trên đó mà cất tượng Phật. Dạ, cất tượng Phật. Và đôi khi họ được phép rồi xây những tượng Phật rất là đẹp. Và điều này nó lợi cho nhiều người. Sau này chúng tôi thấy ở Việt Nam thì cũng có điểm tốt là người ta đã bắt đầu nhận ra cái giá trị của chùa chiền. Bây giờ có một số chùa đã xây cất tốt, một số tượng Phật xây cất ở nơi tốt. Còn ở bên xứ Thái đã từ lâu rồi. Thứ biết là những cái thắng cảnh đẹp ở trên đó họ xây một cái Phật đài. Và chính vì Phật đài đó lại là cái nơi lui tới lễ bái của nhiều người, thậm chí du khách còn đến nữa. Nó lợi cho nhiều, nhiều việc. Nhưng mà đối với chúng ta là chúng ta nên học một số câu kinh. Một số câu kinh, câu lễ Phật, câu lễ Pháp, câu lễ Tăng, câu niệm lòng từ, câu hồi hướng chư thiên, câu hồi hướng cho thân bằng nguyện thuộc quá vãng, câu phát nguyện giác ngộ giải thoát, hay là ở đây là câu một câu kinh cúng dường chẳng hạn. Những câu này gọi là ít nhất là mình mình đi chùa học Phật Pháp về 30 năm phải có vốn liếng bỏ túi, chẳng là ngày nào đó mình không có cái gì hết. Nên chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài điều. Và đây là bài 31. Bài tới là chúng ta sẽ kết thúc giáo trình phần ngữ vỡ lòng với 32 bài. Thì thưa quý vị, cái cách mà chúng ta học ở đây, chúng ta ăn kèm những cái gì khó nuốt thì chúng ta kèm thêm sau cái lớp sau bài 32 thì chúng ta sẽ bước qua bài kinh Pháp Cú. Đó là học Phật Pháp qua kinh Pháp Cú. Và vị giảng sư là Hòa Thượng Tề Siêu. Chúng tôi có cái kỳ vọng rất là dành rất nhiều cái công phu để chuẩn bị cho giáo trình Kinh Pháp Cú. Và Hòa Thượng có rất nhiều cảm hứng. Chúng tôi cảm nhận như vậy khi mà dạy phản ngữ bằng
kinh Phật Cú. Và khi Bồ Hòa Thượng có nhiều cảm hứng thì quý vị sẽ được nhiều về lời lạc. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đà Đàm. Kính tri ân chư Tôn Đức đã vào rung để sinh hoạt đình lễ nguyên ngày. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình tương bộ và vị giảng sư là Thượng tọa Pháp Tịch. Tất cả tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy Giảng. Sa thứ lành thay. Xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa đi diều của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hành lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ông điểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quỹ đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy Giảng.